ai trong cái lớp này vừa đập thằng em tao làm nó vỡ đầu. Bước ra đây tao không đánh nó mà là bạn tao đánh bạn tao đang ngồi ở kia kia. Sao làm sao chúng mày muốn đánh tao à? Ăn mày ngon thì cứ lao vào và vào một mình tao chấp hết thế. Căng căng tao đánh nhau to rồi chạy nhanh đi mày cô thôi. Thôi tao té trước đây mày. Bố ơi, em Minh Anh đánh con. Hả cái gì? Thằng kia, sao mày dám đánh em? Sao mày dám đánh em hả? Mày cũng... Á? Ôi, bố làm gì vậy? Wow. Hả? À, con làm gì vậy? Con trồng oxy. À, ôi, bố ơi. Cho ba một cái. Xúc xích đọc tiếng Anh là sausage, nhớ chưa? Dạ biết rồi ạ. À. Ba ơi, thế quả cam đọc tiếng Anh là quả cam đúng không? Chính xác rồi con. Giỏi lắm con. Ê, đứa quả đu đủ đọc tiếng Anh là đu đủ. Đúng không ba? Đúng rồi con đàn, con thông minh lắm. Giời ơi, con muỗi đây nó lì nhỉ? Đến ba mà nó còn dám cắn. Mẹ mà nói con cắn, chứ ba là gì? Ai ôi mà.